Anh ơi, mua giúp em tải số đi anh. Anh vẽ số hả? Dạ. Sáng giờ bán được không? Em bán được, em đâu mạnh nữa đâu. Anh cũng định mua nhưng mà tiền anh để hết trong số tài khoản mất rồi, nên là thông cảm cho anh nhá. Không sao anh, anh chuyển khoản cho em đi. Em có số tài khoản nè, ngân hàng của em á là ACB. Cái số tài khoản hơi khó nhớ nha anh. Anh tập trung nè, nhớ nha. Là 9 9 9 9 9. Cái số tài khoản ấy tới cuối đời anh cũng không quên được luôn á. Nó khó nhớ chỗ nào em? Vậy thôi, em cảm ơn anh. Thông cảm cho anh nha, tại cái tiền ấy để trong tài khoản mà tài khoản anh nó lại bị khóa luôn rồi, nên là bây giờ không chuyển được. Thì thôi, khi nào nó mở ra thì có duyên gặp lại thì anh chuyển cho em nhá. Dạ. Cảm ơn anh. Kiểu đi lẩm bẩm kia đang chửi mình này. Bán vé số mà xài số tài khoản 9999, mỗi một số 9 nghe nó nhói vào tim thật chứ. Ủa? Anh Long à? Anh sống ở trên đời anh có biết lịch sự là gì không anh? Cái gì vậy? Khi anh vào anh thấy một thằng em đang buồn thì anh phải vui lên để cho em vui lên. Bây giờ em đang buồn, đang giàu, anh vào còn giàu hơn em, còn buồn hơn em nữa. Chứ giờ tao đang buồn mà tâm trạng đang não nề mà sao mà nó cười nổi. Em cũng thật sự em không biết tại sao mà anh buồn được luôn ấy. Một con người nhiều tiền như anh thì buồn làm sao mà có thể buồn được. Mày là khổ vì tiền, đúng không? Còn tao khổ á. Anh ơi, mua giùm giúp em tại số anh. Nó mua đây em ơi. Mua vé số rồi thiệt trúng cái không biết để tiền đâu nữa. Anh ơi anh, giúp em một tờ thôi anh. Sáng dậy em ế quá. Giúp nó đi anh Long. Thôi được rồi. Không chuyển khoản nữa hả? Dạ không. Nè, thấy mày cũng tội nghiệp. Anh cho tiền rồi đi mua gì ăn đi, chứ anh mua vé số đâu. Tao cho người ta. Nè. Tôi bán vé số chứ tôi không xin tiền ông nha. Tao có nói cái gì đâu, thì anh thấy mày dễ thương quá thì anh cho thôi chứ anh đâu có ý gì đâu mà. Bậy. Cái đó là ông xúc phạm tôi. Đi đâu đấy? Em mà thật sự thì anh chỉ thương em mà cho tiền thôi đúng không Khoa? Anh như vậy là sai rồi. Tự nhiên cho tiền ông ta lung tung. Tôi tính gì? Cộng cái số nè, tôi đưa ông. Ông đưa tiền cho tôi. Tao nói không có lấy vé số rồi, trời vé số trúng luôn cái mà khổ lắm, tiền nhiều biết làm gì. Trời ơi. Một người á thì nhiều tiền không biết làm gì. Còn một người á thì không có một đồng để mua vé số. Ông Vũ có nói á, tiền nhiều để làm gì? Mà ông quên nói là làm cách nào để nhiều tiền. Thôi, tôi bán vé số tiếp ạ. Vé số đây. Ủa thằng này nó ở đoàn nào ra vậy ta? Ao cha, nó lần đầu tiên luôn. Cha chồng mới ra luôn. Qua nói chuyện mà làm gì chuông đó. Nó đi chưa? Nó đi rồi. Em tưởng nó tới đòi nợ anh chứ. Thiệt, thế gian thấy khùng hết, điên hết. Anh Long ơi, anh ơi, mua em tờ vé số. Mày điên hả? Mày vé số nhập mày hả? Thì cho 1 triệu đó. Khùng quá. Ngồi lên anh qua. Điên cùng khùng không. Em ơi, có bán nước em ơi. Cho cái gì uống được cái coi. Trời, tao nói ngày hôm nay sao vậy trời. Cái thằng vé số rồi như là yahoo.com vậy đó, ra đập đập đầm đầm đầm. Còn bà bán nước tới vô uống nước không thèm ra hỏi khách luôn. Lẹ đi em. Đứng ở đây. Mình buôn bán á, thật lòng xíu. Có giàu có cũng vậy, hiểu không? Khách tới là vui lòng khách đến, vui lòng khách đi. Chứ khách tới là ngồi đó rồi cứ ngồi trong đó bấm điện thoại, hiểu không? Xin lỗi nha, hôm nay người hơi khó chịu. Thôi anh. Hả? Thôi. Phải bực. Bực cái gì? Ừ, đang bực chứ ha. Mà biết là tao tiền nhiều quá mà tao khổ luôn mà, hiểu không? Đúng là có một sự thật tới phũ phàng. Phũ phàng tới ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng tới bàng hoàng. Bàng hoàng tới sỗ sàng mà.
văn thơ dữ vậy? Một người thì quá trời là tiền, một người thì không có một đồng nào. Anh Long ơi, tiền không mang lại cho anh hạnh phúc hả? Ừ. Vậy anh cho em mượn được không? Nè, biết nguyên tắc của anh rồi, không bao giờ anh cho mượn tiền hết. Bởi vì mình là anh em mà mượn tiền là sẽ mất tình anh em. Vậy thì anh đừng cho em mượn tiền nữa. Ừ. Anh cho em luôn được không? Cho luôn. Chứ anh nhiều tiền quá mà. Bố mày kẹt tiền lắm luôn hả Khoa? Em làm lương tháng có 10 triệu à, mà phải lo toan tất cả mọi thứ nữa. Rồi lâu lâu cũng phải dẫn bạn gái đi ăn ngon một chút xíu nữa chứ. Lương nó vào thì cứ như là 2G, mà nó đi cứ như kiểu là 4G đó anh. Mà nó, cái lương của em ấy, nó như lông mày và lông mi đó anh. Nó định hình sẵn luôn rồi, nó không có gì thay đổi hết á. Nó chỉ rụng đi thôi. Mày nói từ mà bị ví dụ thiệt luôn mà, đúng là tượng hình nó ghê thiệt. Nghe mà nổi da gà. Không cho em nhiều thôi, cho em mượn em trả tiền nước đi. Có lâu lâu em đãi anh một bữa. Bà nội cha, mày bị khùng. Mày mượn tiền tao rồi mày đãi ngược lại tao là sao? Nhưng mà em có trả lại mà. Không có cho mượn tiền là mất tiền anh em, hiểu không? Anh Long. Gì nữa, mày đừng giống như bán vé số này nha mày. Không, không, không. Bây giờ anh không cho em mượn tiền, không cho em tiền được cũng đúng không? Ừ. Anh chỉ em cách làm ra tiền đi. Ý mày là mà phục cái sự nghiệp của tao tại sao có vậy gì đúng không? Dạ đúng rồi, anh chia sẻ một ít bí quyết đi. Thật ra cuộc đời này nó là có chí là nên. Hiểu không? Em sống chưa bao giờ thiếu chí anh à. Vậy tao chia sẻ mày một chút nha. Mày hiểu được như mày hiểu nha. Thường lắm á. Thật ra ngày xưa lúc mà anh còn sinh viên á, anh cũng từ dưới quê lên đó, rồi nói chung không thích sống, mà biết tính của anh là không thích sống giữa gia đình, tự lập. Đúng, giống y như em luôn đó. Đó anh mới lên Sài Gòn đó, anh học xong rồi anh mới không có đủ tiền áo mặc. Rồi hôm anh thấy cái đồ sida ngoài đường bán á, cũng rẻ, có 5-10 ngàn cái áo à. Anh mua cái áo về cái anh cắt, anh mặc vô thì anh cắt cái tay nè cho nó nhìn nó thời trang, cho nó đừng có cũ kỹ. Chế như từng nó rách thôi. Mình chế thôi. Tưởng hay á anh. Anh mang vô cuối cùng mấy ông bạn lớp thích quá, mới mua lại 20-30 ngàn. Không anh lời. Đó, từ đó anh cảm thấy tại sao mình lại không có làm giàu bằng cách đó. Cái anh bỏ tiền đó ra nữa, anh mua mấy cái áo khác về nữa, anh cắt, anh sửa lên, anh bán lên nữa, bán lên nữa, bán nữa. Có càng ngày tiền nó càng nhiều. Em hiểu không? Rồi định mệnh một ngày nào tới cũng sẽ tới thôi. Cái đó là cái cột mốc quan trọng trong cuộc đời anh. Cột mốc quan trọng nhất đó là cái ngày đó là người nhà của anh gọi anh về. Dạ. Gọi về quê báo tin là bố mẹ anh mất đột ngột, để gia tài lại cho anh, rồi anh giàu tới giờ đó. Hiểu chưa? Mình có thông được gì không? Ý là cái số đó nó giàu rồi, nó giàu, hiểu không? Đó là bí quyết hả anh? Bí quyết. Mày làm gì đó? Bố. Bây giờ anh làm bố của em, sau đó anh chết đi rồi anh để lại tài sản cho em được không? Tao lấy cái tao tạt mặt mày cái nha. Mày khùng hả? Mày điên hả? Mày túng thiếu mức độ gì luôn hả? Tao lanh mày nha. Vậy là túng thiếu mà, ý là em nghe em rất là nghiêm túc, mà cuối cùng là chỉ vì để lại gia sản nó làm cái gì? Mệt quá, hơi ngồi xuống đi. Nè, ai biểu tao là anh mày làm chi? Được rồi, đây. Thấy mày cũng có ý chí. Sẵn đây nè, tao cũng không biết làm gì nè. Đây là cái thẻ ngân hàng nè, thẻ ATM của tao á. Mày cầm nó đi, rồi lấy tiền đó để mà gây dựng sự nghiệp. Khi nào sau này có thì trả lại tao, còn không có thì thôi. Nha. Trong đây là bao nhiêu vậy? Có nhiều đâu, 500 triệu thôi à. Rồi, vậy nha, giữ đó đi. Anh Long. Thôi được rồi, anh em không à, không cần thiết phải cảm ơn. Nha, vậy đi. Anh Long, 500 triệu thật hả? Thiệt mà. Cho em hả? Ừ, vậy nha. Anh Long. Cái gì tao đó, nó không cần phải cảm ơn tao mà. Cho em xin tiền mặt để em trả tiền nước anh. Hả? Đây là một nhà hàng vô cùng đặc biệt, ngon nhất ở khu này đó em à. Nhưng mà em nghe nói á, ở đây mắc lắm, được không?
Anh mới lãnh lương mà. Không sao đâu, em cứ thoải mái đi. Nửa năm mới đi ăn một lần mà. Tiền nhiều để làm gì? Phục vụ ơi. Dạ, anh chị dùng gì ạ? Ở đây thì có cái gì đặc sắc hả em? Dạ, quán em có bò là đặc sản. Vậy thì cho chị một phần bò Kobe nè. Một salad cá hồi. Dạ. Với lại cho chị ly nước cam. Anh gọi gì? Bò là đặc biệt đúng không chị? Dạ. Ở cho em một đĩa cơm trắng. Với chị chiên cho một trái trứng nha. Dạ. Với lại một ly trà đá. Anh, anh cứ thoải mái mà. Sao vậy? Thì... ý là em thoải mái thôi. Còn anh thì nhìn thấy em ăn ngon, nhịn đói, anh cũng thấy thoải mái à? Dạ. Như vậy đi chị. Trái trứng nhỏ nhỏ thôi nha. Dạ. Dạ. Sao? Sao anh yêu em nhiều vậy? Cuộc đời anh á, từ trước tới giờ chỉ là một đường thẳng thôi. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ tới công việc và công việc. Nhưng mà kể từ khi gặp em ấy, cái đường thẳng đó nó đã rẽ ngang rồi em à. Trên đời này ấy, anh có hai thứ quý giá nhất. Thứ nhất ấy là em, và thứ hai là tình yêu của em. Anh biết tại sao mà em yêu anh không? Sao vậy em? Không phải vẻ bề ngoài hay sao cả, nhưng mà anh đâu có vẻ bề ngoài đâu. Thì đó, đằng này là em yêu anh là vì ý chí vươn lên của anh. Em nghĩ á, chỉ cần anh cố gắng, em cố gắng, tương lai hai đứa mình không có tệ đâu. Đúng không anh? Cảm ơn em. Anh sẽ cố gắng hết sức mình. Anh sẽ không để em phải khổ đâu. Đúng rồi. Alo. Rồi, được rồi. Mình đang bận nhá. Có gì mình gọi lại bàn sau nhá. Rồi, ok nhá. Chuyện gì anh? Bạn anh nó gọi, nó nói là bàn công việc. Công việc của anh luôn là chính. Thôi à, mình ăn nhanh đi rồi mình đi. Ủa cưng. Anh. Ừ. Sao tự nhiên gọi em qua gấp thế? Em đang đi ăn bò mà. Đang bò hả? Thì đó, em học theo anh đó. Lâu lâu dẫn bạn gái đi ăn một bữa ngon ngon á. Mà bò Kobe mắc quá anh ạ. Bò Kobe đó, chú mày bắt đầu điêu nghệ rồi đó. Dạ. Ăn bò là phải bò Kobe nó mới ngon. Nó nổi tiếng thế giới luôn mà, hiểu không? Anh xin lỗi nha. Làm phiền em với bạn gái em tới đây. Ê, phải biết sao không? Anh kêu đây là anh có lời cảm ơn mày. Cảm ơn gì anh? Thì đó, hôm bữa cái lúc mà nhớ nói chuyện với em mình không, em mới nói là con gái bây giờ nó yêu mình là nó yêu bằng túi tiền, nhìn túi tiền mình không à, thấy không? Đúng. Nếu mà nó yêu mình mà khi mà mình nghèo thì mà đấy, nó vẫn yêu mình mới là tình yêu chân thật. Giống như em này nè, em đâu có tiền đâu mà em vẫn có được một người yêu xinh đẹp và chân thành. Bé Quy Quy đúng không? Đấy. Mày đúng là Huỳnh Khoa có khác. Đó, vì vậy anh là phải giả nghèo đi. Thì đó, anh giả nghèo. Đừng nói cho người ta là biết anh có tiền nha. Không, đặc biệt con bé này anh không bao giờ nói cho biết là anh giàu luôn. Ừ. Anh giả nghèo mà giả nghèo cái chân phương luôn á. Đừng có nói là cái nhà này của anh nha. Đừng có nói là mua nhà mới đó. Đâu, thì cái nhà này anh mới mua mà. Biết rồi nhưng mà đừng có nói cho người ta biết. Đâu, anh mua anh tặng nó. Anh bị điên hả? Sao, điên nói sao? Nói nghèo mà sao anh mua tới nhà để tặng người ta? Trời ơi, mình có chút lòng thành. Tao ngon bé không? Điện nước đầy đủ luôn. Ừ, cưng. Để xe nó hành chắc cho, để xe nó hành chắc cho. Để xuống, có chân. Chào anh, em. Đây là... Đây là Khoa, Huỳnh Khoa. Thằng em nối khố của anh. Anh tới nó học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhau. Và anh nói là hôm nay là anh phải đi ăn với em rồi. Cho nên bữa sau ha. Mà anh, chiếc xe này á chạy êm lắm. Nó êm như là thì thầm bên tai của anh vậy đó. Căn nhà này em cũng thích nữa. Phải không? Em thích không? Thích. Em thích là được. Anh tuyệt vời quá à. Thôi, đi lên tắm rửa sửa soạn đi rồi chuẩn bị đi ăn nữa. À đúng rồi. Thôi tí anh dắt xe vô giùm em nha. Rồi. À, mà tí nữa có cô Trang make up cho em á, tí anh chỉ lên trên giùm em nha.
À, mất cách riêng nữa đúng không? Ừ. Rồi rồi rồi, lên lên hồi anh chỉ lên cho. Đi trước nha. Rồi 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 rồi, có chân té nha. Đó. Thấy dễ thương không? Xíu anh đi ăn cái gì đấy? À, thì bào ngư rồi di cá rồi này nọ đó. Nói chung là hải sản á. Đi ăn hải sản mà cũng phải thuê người make up riêng luôn hả? À? Em đi ăn mà mình cũng phải này nọ đó, tại vì bạn gái mình là cái bộ mặt của mình, hiểu không? Ra người ta xấu xí, chứ còn mà đi ăn tiệc đó là coi như là maquillage rồi áo dạ hội là dài cho mấy em bé cầm phải sao luôn á. Anh giàu quá anh bị điên hả? Điên cái gì? Thì em đã nói là phải giả nghèo, mà bây giờ giả nghèo kiểu gì mà mua nhà, mua xe rồi mới cấp riêng xa dê gì nữa. Trời ơi, giờ nó nghèo lắm rồi em. Chứ mới đầu anh định mua cho nó trực thăng á, rồi mua cái tòa nhà Bitico để nó đi tới luôn, nó đậu lại luôn đó. Anh mua như vậy là nghèo lắm rồi đó. Anh à, hôm nay gọi em có chuyện gấp gì vậy? Mà sao nhiều đồ ăn vậy? Tiệc tùng ai hả? Có bạn anh mới hả? Không, chỉ có hai đứa mình mà thôi em à. Có hai đứa mình mà sao nhiều đồ ăn vậy, rồi sao ăn cho hết? Em không phải quan tâm với chuyện ăn hết hay không. Em đẹp quá. Đúng là người phụ nữ sẽ đẹp hơn khi ở những nơi sang trọng. Nhưng mà đồ ăn như vậy thì ăn không hết đâu nha, bỏ phí lắm á. Ăn không hết ấy, thì đổ đi, sao đâu em. Mấy cái đồ này nhìn sơ qua là biết rất là mắc rồi, sao mà bỏ được anh. Anh có tiền mà em. Từ giờ em không phải quan tâm tới chuyện tiền bạc nữa. Em chỉ việc xinh đẹp và bên anh thôi. Mới có 7 giờ thôi mà anh đã mơ rồi. Coi kìa, tiền ở đâu ra. Trước giờ người ta nói con người phải gặp thời, anh không có tin. Nhưng ngày hôm nay thì anh tin điều đó rồi. Bây giờ là thời của anh. Để anh cắt bò cho em. Anh có tiền thì anh làm gì? Trước kia thì anh không biết rằng có tiền để làm gì, bởi anh không có tiền. Còn bây giờ có tiền rồi ấy, thì anh lại phải nghĩ cách tiêu em à. Làm gì ấy hả? Buổi sáng thì đi uống cà phê, buổi trưa thì đi ăn, hẹn hò với đối tác. Còn buổi tối thì anh sẽ dẫn em đi bar, đi vũ trường chơi. Khoa, em không nghĩ anh có thể nói ra được mấy cái câu này. Em đã để ý anh mấy ngày hôm nay rồi, anh khác lắm. Khoa, ý chí và nghị lực của em xưa kia đâu rồi? Đâu mất rồi anh? Em hiểu rồi. Em nghĩ là em và anh bây giờ sao vậy em? Sao em lại có thể nói ra những lời như vậy chứ? Trước kia anh không có tiền thì em ở bên anh, còn bây giờ anh có tiền rồi, em định nói. Hai trước kia của em mất rồi, em không còn thấy nữa. Bây giờ em chỉ thấy Khoa của em hiện tại bây giờ ngồi trước mặt em, tiêu tiền phung phí, xem bản thân mình như là một trọc phú, sống ảo và không còn lý tưởng như trước nữa. Quyên à, anh hiểu rồi. Nếu mà em không thích như thế này ấy, thì anh sẽ lại như ngày xưa. Anh không bao giờ ăn phung phí như thế này nữa. Chúng ta sẽ lại đi uống nước mía, đi dạo ở công viên, rồi đi bộ về nhà như ngày xưa em nha. Như vậy thì tốt quá. Nhưng mà anh ạ, em thấy Quyên à, anh vẫn là anh đây mà. Anh đã từng nói với em, có hai điều đáng quý nhất trong cuộc đời anh là em và tình yêu của em dành cho anh. Như vậy thì tốt quá.
Nhưng mà anh ơi, em suy nghĩ kỹ rồi. Em nghĩ là em với anh nên có thời gian để mà xem lại bản thân mình đó. Chắc như vậy sẽ tốt hơn. Chào anh.